Nhật Tân và Tuyết Vân kính chào quý khán giả đang đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Hôm nay chủ nhật ngày 14 tháng 2, tức là ngày mùng 3 Tết Tân Sửu, những người làm chương trình xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất năm mới đến quý vị khán giả. Và hôm nay cũng là ngày lễ tình nhân Valentine, chúc cho mọi người có một ngày hạnh phúc ngọt ngào đáng nhớ trong năm mới. Chương trình thời sự tối nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ước vọng mùa xuân. Vui Tết không quên thực hiện 5K phòng dịch Covid-19. Đánh bài vui trong dịp Tết có thể bị xử lý hình sự. Phong phú thị trường quà tặng trong ngày lễ Valentine. Thưa quý vị, một năm mới lại đến. Trong tâm thức của người Việt, mùa xuân được xem là mùa của sự khởi đầu, của sự phát triển mới và niềm tin vào một tương lai tươi sáng đang ở phía trước, đặc biệt là những người nông dân. Mời quý vị khán giả cùng lắng nghe những ước vọng đầu xuân Tân Sửu 2021 của những người nông dân quanh năm vất vả bên ruộng vườn. Trong tâm thức của người Việt, mùa xuân được xem là mùa của sự khởi đầu, của sự phát triển mới và niềm tin vào một tương lai tươi sáng đang ở phía trước, mang nhiều kỳ vọng. Đối với người nông dân quanh năm vất vả bên ruộng vườn, thì mơ ước lớn nhất của họ là mưa thuận, gió hòa, là những vụ mùa bội thu, bán được giá để cuộc sống thêm phần sung túc. Tới năm mới rồi thì mình cũng chung là chúc cho tất cả bà con mình làm rau là như bản thân mình vậy, là giá cả ổn định để có cái đầu ra, sản phẩm đầu ra giá cả ổn định để mình nâng cao cái chất lượng cuộc sống. Cái thực trạng sản xuất nông nghiệp hiện nay thì cái thu nó còn vướng về cái đầu ra sản phẩm nó chưa ổn định, rồi giá thành sản xuất hay là cái chất lượng mà vật tư cho sản xuất thì cũng còn vấn đề nào đó, nó ảnh hưởng tới năng suất và sản lượng, chất lượng sản phẩm. Do đó mong muốn làm sao mà cùng các anh em ở trong hợp tác xã liên kết cùng các hộ nông dân để vào hình thành một hợp tác xã với mục tiêu là mình mua chung một sản phẩm và sản phẩm dịch vụ vật tư để đảm bảo được cái nguồn đầu vào ổn định, chất lượng, giá thành giảm và cùng bán sản phẩm cho một đầu ra ổn định như vậy để cho người nông dân nó có được cái thu nhập trong cái sản xuất nó ổn định hơn. Thì trước thì năm mới này thì cũng thay mặt cái hợp tác xã cũng chúc lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo địa phương dồi dào sức khỏe. Cái hai nữa là các hợp tác xã trong tỉnh thì luôn phấn đấu để làm mang lại cái lợi ích, mang lại cái niềm tin cho người dân đã tham gia trong cái hợp tác xã. Trong năm 2020, dù trải qua nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Tây Ninh vẫn có mức tăng trưởng khá. Sản xuất nông lâm thủy sản đóng góp 21,5% vào GRDP của tỉnh. Một mùa xuân nữa lại về và hàng ngàn nông dân trong tỉnh nô nức ra quân trong những ngày đầu năm mới với rất nhiều niềm tin và hy vọng. Hy vọng nhà nước tiếp tục có những chủ trương chính sách đúng đắn, thực hiện tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng xây dựng các chuỗi giá trị, nâng cao giá trị hàng nông sản. Hy vọng chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2021 sẽ được đẩy nhanh hơn nữa để bộ mặt nông thôn khởi sắc, góp phần giúp người nông dân có thể làm giàu ngay trên chính quê hương mình. Trong lúc mọi nhà, mọi người vui Tết Tân Sửu, thì cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Phước Tân cùng các lực lượng phối hợp vẫn đảm bảo trực 24/24 tại 2 trạm, 2 chốt và 12 chốt chống dịch. Mục tiêu là không để xảy ra xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại. Cửa khẩu chính Phước Tân thuộc ấp Thành Tây, xã Thành Long, huyện Châu Thành, đối diện là cửa khẩu chính Bốn Môn thuộc ấp Via, xã Bốn Môn, huyện Rùm Đua, tỉnh Svay Riêng, Vương quốc Campuchia. Trạm cửa khẩu Phước Tân có lượng phương tiện qua lại khá nhiều. Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, chính trị viên đồn biên phòng cửa khẩu Phước Tân cho biết, những ngày giáp Tết Tân Sửu, đồn tăng cường kiểm soát nghiêm ngặt để phát hiện kịp thời người theo các phương tiện qua lại nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại. Mặt khác, đoạn biên giới do đồn quản lý dài 16 km, địa hình bằng phẳng nên việc tuần tra cảnh giới được thực hiện 24/24.
cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm để bảo vệ biên giới an toàn trong lúc dịch COVID-19 lây lan ở một số tỉnh thành. Thưa quý khán giả, dù tình hình dịch bệnh COVID-19 tại các ổ dịch đã cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên nguy cơ dịch bệnh vẫn luôn thường trực. Trong những ngày nghỉ lễ như hiện nay, người dân cần theo dõi thông tin chính thức từ ngành y tế. Vui Tết nhưng không quên thực hiện phòng bệnh theo thông điệp 5K. Mọi người dân sẽ phải tiếp tục chống dịch COVID-19 trong thời gian dài và dần hình thành nếp sống, ứng xử phù hợp trong điều kiện có dịch bệnh. 5K là lấy các chữ viết tắt từ hành động hàng ngày mọi người vẫn làm trong phòng chống dịch COVID-19. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế. Tiếp tục áp dụng các biện pháp cơ bản phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới như đeo khẩu trang khi đi ra khỏi nhà, tại các nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Hạn chế tụ tập đông người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc. Mọi người hãy thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, phát huy mạnh mẽ thông điệp mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch để đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trong thời gian sớm nhất. Trong dịp Tết Nguyên Đán và lễ hội Xuân Tân Sửu năm nay, người dân cả nước đón một cái Tết đặc biệt. Trên tinh thần cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh, các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng năm mới đều được tạm dừng. Tuy nhiên, các hoạt động du lịch vẫn được hoạt động nhưng phải đảm bảo các biện pháp an toàn trong phòng chống dịch. Tại khu du lịch Sunway Baden Mountain, trong dịp Tết Nguyên Đán năm nay vẫn mở cửa để phục vụ nhu cầu tham quan, du lịch của người dân. Trong đó, các biện pháp phòng chống dịch bệnh luôn được thực hiện nghiêm ngặt. Chúng tôi quán triệt trong đội ngũ nhân viên của công ty về việc chấp hành những chỉ thị cũng như là những phương pháp đảm bảo an toàn cho du khách cũng như là cán bộ công nhân viên trong công ty. Về phía du khách khi họ tới với khu du lịch núi Bà Đen, bắt buộc du khách phải đeo khẩu trang. Thì khi vào cổng thì các nhân viên yêu cầu mọi người phải đeo khẩu trang, đứng xếp hàng giữ khoảng cách để đảm bảo trong vấn đề phòng chống dịch bệnh. Tôi thấy điều đó là cần thiết bởi vì đảm bảo an toàn cho mình và mọi người xung quanh và cùng mọi người cùng vẫn đi du lịch ngắm cảnh và đồng thời phải chống dịch cùng với nhà nước. Tôi thấy điều đó là tốt, không có vấn đề gì. Không chỉ tại các khu, điểm du lịch, các địa điểm lưu trú trên địa bàn tỉnh cũng đã tuân thủ các quy định trong phòng chống dịch. Trong giai đoạn là Tết Nguyên Đán thì tất cả các cơ sở dư lưu trú thì cũng đăng ký qua cái trang Sapphire tourist.com.vn để đảm bảo yếu tố an toàn đối với khách khi đến tham gia lưu trú trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Song song đó thì cơ sở lưu trú ở đây thì cũng chuẩn bị các bước. Thứ nhất là chúng ta khai báo về vấn đề tình trạng y tế của khách khi tới những homestay hoặc là đến những cái khu nghỉ dưỡng, khách sạn. Cái thứ hai nữa chúng ta đăng ký qua hệ thống online, cơ quan quản lý nhà nước tức là lấy được cái họ và tên rồi nhân thân của khách du lịch để chúng ta kiểm soát chặt chẽ nếu như có tình huống xấu xảy ra. Và thực tế đây không phải là riêng về cơ sở lưu trú mà đây cũng là một trong những cái công việc làm của toàn dân để chúng ta đảm bảo một cái Tết nó vừa vui, vừa an toàn và đảm bảo trong giai đoạn là Covid chưa có hạ nhiệt. Chúng ta vừa vui xuân nhưng mà không thể lơ là trong vấn đề chống Covid. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, chuyện du xuân, chúc Tết cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc, trách nhiệm nhằm góp phần phòng chống ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan diện rộng. Thưa quý khán giả, đi chùa đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Hàng năm sau thời khắc giao thừa, người người lại cùng đến chùa để cầu mong những điều bình an và tốt lành cho năm mới. Trong những ngày Tết năm nay, người dân đã thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi đi chùa đầu năm. Ghi nhận tại chùa Linh Quang trên địa bàn phường 3 thành phố Tây Ninh, ngay từ sáng sớm ngày mùng 1 Tết đã có rất đông người dân đến chùa lễ Phật, cầu bình an. Năm nay để phòng chống dịch COVID-19, nhà chùa đã cho lắp đặt những tấm biển thông báo yêu cầu người dân và Phật tử phải đeo khẩu trang và sát khuẩn tay trước khi vào chùa lễ Phật. Phần lớn người dân đều chấp hành nghiêm quy định này. Các dung dịch sát khuẩn cũng được bố trí tại nhiều nơi trong khu vực chùa để người dân dễ dàng sử dụng. Đại diện nhà chùa cũng cho biết, trên tinh thần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các hoạt động tôn giáo diễn ra trong dịp Tết cũng sẽ được tiết giảm về quy mô, hạn chế thấp nhất số lượng người tham dự. Chuyển sang những thông tin khác, thưa quý vị, năm 2020, Tòa án Nhân dân hai cấp trong tỉnh đã tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm, triển khai thực hiện quyền tư pháp theo quy định, đảm bảo các hoạt động của cơ quan điều tra, truy tố đều được kiểm tra, chứng minh công khai tại phiên tòa, góp phần đưa ra quyết định bản án đúng pháp luật.
Chất lượng tranh tụng tại phiên tòa ngày càng nâng cao theo tinh thần cải cách tư pháp, các vụ án thụ lý giải quyết đúng thời hạn luật định. Chất lượng giải quyết xét xử các loại án được nâng lên, bảo đảm việc giải quyết xét xử và ra bản án, quyết định có căn cứ, khách quan, đúng pháp luật, không để xảy ra việc kết án oan hoặc bỏ lọt tội phạm. Công tác cải cách hành chính tư pháp công khai minh bạch hoạt động tại tòa được quan tâm chú trọng. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Tây Ninh tổ chức triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chủ trương quy định về công tác tư pháp và cải cách tư pháp, tiếp tục thực hiện chủ đề hành động, trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng vì công lý, đẩy mạnh thực hiện về xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phong trào thi đua, phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư. Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, năm 2020, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt. Các ngân hàng phát triển nhiều sản phẩm dịch vụ thanh toán hiện đại, nhiều tiện ích, dễ sử dụng, đồng thời đảm bảo an ninh an toàn trong thanh toán, đáp ứng tốt nhu cầu của nền kinh tế. Theo bà Trần Thị Ngọc Thủy, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tây Ninh, năm 2020, công tác thanh toán không dùng tiền mặt có sự chuyển biến tích cực, nhất là đối với dịch vụ công. Hiện nay, các dịch vụ như thu thuế, phí, tiền điện, tiền nước, bảo hiểm, xã hội qua ngân hàng đã phát triển khá tốt. Riêng đối với việc chuyển đổi ATM và thiết bị chấp nhận thẻ tuân thủ tiêu chuẩn cơ sở thẻ chip nội địa, hiện nay trên địa bàn tỉnh, các ATM POS của các ngân hàng đều sử dụng được cho thẻ chip. Tuy nhiên, các ATM POS chưa sử dụng được cho hình thức chạm thẻ khi giao dịch. Và hiện nay, một số ngân hàng, nhất là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương chi nhánh Tây Ninh, đã thực hiện đổi thiết bị chấp nhận thẻ theo tiêu chuẩn cơ sở thẻ chip nội địa. Có hơn 60% thiết bị POS đã được đổi theo tiêu chuẩn không tiếp xúc. Trong những năm qua, chất lượng của giáo dục mầm non luôn được đặt lên hàng đầu. Nhiều phương pháp mới được áp dụng vào nuôi dưỡng và giảng dạy, tạo tiền đề quan trọng cho phát triển sau này của trẻ. Tính đến nay, toàn tỉnh có 136 trường mầm non mẫu giáo, trong đó trường công lập 122 trường, trường tư thục 14 trường, tăng 2 trường tư thục. Hàng năm, số lượng trẻ ra trường đều đạt gần 100%. Công tác nuôi dạy trẻ cũng đặc biệt được quan tâm với 5 lĩnh vực phát triển về các mặt: phát triển thể chất, phát triển kỹ năng, phát triển nhận thức, phát triển ngôn ngữ và phát triển thẩm mỹ. Độ khó của 5 lĩnh vực phát triển sẽ được tăng dần theo từng khối lớp. Cơ sở vật chất trường lớp được đầu tư khang trang sạch đẹp, duy trì số lượng trường bán trú tăng, tỷ lệ trường bán trú đạt 85%, số lượng trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng, chiều cao, cân nặng ngày càng giảm. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng giáo dục ở bậc học mầm non, ngành giáo dục tỉnh tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện chương trình sửa học đường trong trường mầm non mẫu giáo trên địa bàn tỉnh. Năm qua, các cấp công đoàn trên địa bàn thị xã Hòa Thành đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, cũng như tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho công đoàn viên. Bên cạnh đó, công tác phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm thực hiện tốt việc chăm lo đời sống đối với công đoàn viên, công nhân viên chức lao động, giải quyết kịp thời các chế độ chính sách như tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nâng lương thường xuyên trước hạn cũng được đảm bảo. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động thị xã còn vận động các công đoàn cơ sở trực thuộc đóng góp quỹ vì người nghèo và mái ấm công đoàn trên 290 triệu đồng, trao tặng một mái ấm công đoàn cho công đoàn viên khó khăn về nhà ở với kinh phí 50 triệu đồng, trao tặng 158 phần quà cho đoàn viên và người lao động trị giá 75 triệu đồng. Công tác chăm lo người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 cũng được quan tâm. Liên đoàn Lao động thị xã Hòa Thành ra mắt 3 máy ATM gạo, qua đó các mạnh thường quân ủng hộ 12,5 tấn gạo trị giá 190 triệu đồng. Qua đó đã giúp cho đoàn viên công đoàn, người lao động yên tâm lao động sản xuất, góp phần xây dựng cơ quan doanh nghiệp ngày càng vững mạnh, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của thị xã. Thưa quý vị, hôm nay ngày 14 tháng 2 là ngày Valentine, hay còn gọi là ngày lễ tình nhân, là ngày cả thế giới tôn vinh tình yêu đôi lứa, tình cảm giữa các đôi tình nhân. Đây cũng là dịp để khách hàng, đặc biệt là các bạn trẻ có thể lựa chọn một món quà ý nghĩa dành tặng cho người mình yêu thương. Vì thế, thị trường quà tặng ngày này cũng trở nên sôi động và nhộn nhịp. Hàng năm, đến cận ngày lễ tình nhân Valentine, khu vực công viên 30 tháng 4 lại trở nên nhộn nhịp với rất nhiều gian hàng bán quà tặng Valentine. Thị trường quà tặng nhân ngày Valentine năm nay rất đa dạng phong phú với nhu cầu của từng đối tượng khách hàng như hoa, sô-cô-la, trang sức, mỹ phẩm, gấu bông. Và hoa hồng vẫn là mặt hàng quà tặng được các cặp đôi, đặc biệt là các bạn trẻ ưa chuộng trong ngày lễ Valentine bởi vẻ đẹp và những ý nghĩa tình cảm mà nó mang lại.
nhiên dịp Valentine năm nay lại trùng với dịp Tết Nguyên Đán. Do đó các loại hoa hồng tươi có phần cao hơn ngày thường, khiến nhiều người mua có phần e ngại khi mua hoa tươi. Nắm bắt được tình hình đó, các gian hàng hoa năm nay đã tập trung vào các sản phẩm hoa giả, hoa giấy. Với các chất liệu này, người bán có thể sáng tạo ra nhiều loại hoa hồng với nhiều mẫu mã khác nhau như hoa hồng kim tuyến, hoa sáp, hoa hồng sô-cô-la. Đặc biệt còn có loại hoa hồng ghép cánh nhiều màu. Loại hoa này vừa đẹp như hoa thật, vừa giữ được lâu. Hoa ngày lễ không phải bỏ đi như hoa tươi. Ngoài các loại hoa bó kiểu truyền thống, còn có các loại hoa gấu trong hộp hoặc là trên giỏ mây. Sự phối hợp hoa và nhiều loại phụ kiện khác nhau như gấu bông, vương miện, đèn phát sáng còn tạo nên nhiều bó hoa sang trọng và bắt mắt. Tùy vào sở thích, nhu cầu cũng như là túi tiền của từng người mà các gian hàng có thể cắm những bó hoa theo ý của khách hàng. Thì mình mỗi năm mình đều phải sáng tác ra những cái kiểu khác để phục vụ cho nhu cầu của người tiêu dùng á. Ta tặng người yêu tình nhân. Năm nay thì mình thêm mẫu hoa kim tuyến rồi hoa gấu đôi rồi để phục vụ cho những cặp tình nhân á. Qua Valentine năm nay thì thấy thị trường hoa thì nó đa dạng phong phú hơn, gồm có những cái hoa tươi hay là hoa giấy hay là hoa giải. Với những cái mẫu mã sô-cô-la thì nó đẹp mắt hơn, nó bắt mắt hơn, tạo cho giới trẻ là có nhiều sự lựa chọn hơn. Bên cạnh các loại hoa thì thị trường Valentine năm nay không thể thiếu các món quà khác như kẹo sô-cô-la, gấu bông hoặc những loại hoa phối với kẹo 2-1 tiện lợi cho người mua. Năm nay các loại sô-cô-la handmade cũng được người bán đầu tư về mẫu mã, bao bì và chất lượng. Do đó các loại sô-cô-la này cũng được các cặp đôi ưu tiên lựa chọn. Phần kẹo thì nó có hai chủng loại, một là mình lấy của nhà phân phối, hai là mình đổ thêm cái kẹo nhà làm á, thì chất lượng của nó sẽ ok hơn, và mẫu mã thì nó sẽ phong phú và đẹp mắt hơn nữa, mình thời hạn bảo quản thì nó lâu hơn nữa. Với sự phong phú đa dạng của các mẫu hoa, hoa Valentine thì về giá cả của những bó hoa cũng thay đổi, tùy theo kích cỡ, sự cầu kỳ và chất liệu, phụ kiện đi kèm. Với những mẫu hoa giả bằng giấy hoặc là sáp thì giá cũng dao động từ 150.000 đến 900.000 đồng. Đặc biệt có những bó hoa ghép cánh ngũ sắc thủ công có giá hơn 1 triệu đồng. Tuy nhiên, với ý nghĩa của ngày Valentine cũng là dịp để thể hiện tình cảm của mình với người yêu, người thân, nên nhiều người cũng không ngần ngại lựa chọn những bó hoa to, cầu kỳ, có giá trị để tặng đối phương. Em thấy thì họ mua trải từ 100 mấy cũng có, tại vì người ta thích bình dân á, rồi bó hoa lớn cũng có, mà thường lễ tình nhân thì em thấy bán những cái hoa lớn thì nó sẽ chuộng hơn. Thị trường năm nay á, thì mọi người á, thì do cái nhu cầu thị hiếu nó cao hơn á, cho nên mọi người sẽ mua những cái loại hoa nhập khẩu, ví dụ là nó sẽ tươi lâu hơn, bông nó nở to và đẹp hơn. Sô cô la thì mọi người chủ yếu là chọn nhà làm á, thì nó sạch sẽ, an toàn vệ sinh, nó đẹp mắt nữa. Giá cả năm nay thì nó thấy cũng giá cả gì cũng được. Đối với tình yêu thì giá cả nó không có gọi là cái gì mà ấy, chỉ cần tình yêu mình đến với nhau là được rồi. Có thể thấy rằng quà tặng dù có giá trị cao hay thấp, độc đáo hay giản dị, hình thức thể hiện có khác nhau, nhưng dường như ai cũng mong muốn có thể trao tặng yêu thương ngọt ngào và trọn vẹn nhất cho nửa kia của mình trong ngày Valentine. Thưa quý vị, hiện nay hoa lan cũng được trưng bày nhiều trong những dịp lễ Tết, cũng như các loài hoa khác. Người trồng lan phải dành nhiều thời gian chăm sóc cho lan nở đúng dịp xuân về, để khách hàng rộng đường lựa chọn. Ngụ tại ấp Ninh Lộc, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, từ năm 2017, chị Nguyễn Thị Cẩm Tiên đã đầu tư xây dựng nhà kính với diện tích mô hình ban đầu 400m2, trong đó có nhà lạnh ương lan 100m2. Với diện tích này, nhà lạnh có năng suất cho sản phẩm 1.500 chai mô mỗi tháng, chuẩn bị cung cấp cho vụ Tết năm nay. Vườn lan của chị được mở rộng đến hơn 1.000m2 với hơn 300.000 giò lan luôn có sẵn trong vườn. Anh Dương Văn Khánh ở khu phố Ninh Tân, phường Ninh Sơn cũng đang chăm sóc hơn 28.000 gốc lan các loại. Anh cho biết để cung cấp hoa lan cho dịp Tết phải chuẩn bị trước đó nhiều tháng. Thông thường khoảng đến tháng 10, tháng 11 âm lịch phải có hoa lan cung cấp cho các shop, các điểm kinh doanh mua bán hoa mới kịp cung cấp cho khách hàng về trưng bày dịp Tết. Thị trường hoa lan Tây Ninh đang mở rộng, hiện nay các vườn lan ở khu vực này chưa đủ hoa cung cấp cho khách hàng trong tỉnh Tây Ninh. Là loài hoa có giá trị cao, không chỉ trưng bày trong mỗi dịp lễ Tết, hoa lan có thể được thưởng ngoạn trong thời gian dài, nên thị trường hoa lan ngày càng mở rộng.
người trồng lan ở khu vực phường Ninh Sơn đã có kế hoạch phát triển dài hạn, hướng tới cung cấp nhiều loại lan đạt chuẩn, ổn định số lượng quanh năm để cung cấp cho khách hàng trong và ngoài tỉnh, nhất là mỗi dịp xuân về. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tân Tiến Suối Ngô đã xây dựng được mô hình hợp tác có hiệu quả kinh tế cao. Người lao động phấn khởi khi đón xuân Tân Sửu với thành quả lao động tốt nhất và chuẩn bị cho một năm sản xuất đạt nhiều kết quả tốt hơn. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tân Tiến phát triển quy mô với 78 thành viên, vốn điều lệ 171 triệu đồng và trên 2 tỷ đồng vốn hoạt động. Hợp tác xã có tổng diện tích đất sản xuất trên 150 hectare, cung cấp dịch vụ sản xuất và bao tiêu sản phẩm nông nghiệp, cung ứng vật tư nông nghiệp, thu mua mũ cao su. Do hoạt động có hiệu quả, không chỉ các thành viên hợp tác xã tin tưởng mà người lao động cũng tham gia với hợp tác xã. Có 20 hectare cây cao su của các hộ bên ngoài hợp tác xã giao sản phẩm qua hợp tác xã. Hợp tác xã đã tạo việc làm thường xuyên cho thành viên người lao động, giúp góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương, đảm bảo tỷ lệ sản phẩm thành viên hợp tác xã được bao tiêu đầu ra 100%, đảm bảo môi trường an toàn lao động đạt 100%. Hợp tác xã đảm bảo nhận hết tất cả các khâu từ làm đất, trồng, chăm sóc, thu hoạch, bao tiêu sản phẩm cho các hộ thành viên và các hộ bên ngoài có nhu cầu tiêu thụ sản phẩm. Ông Lê Quang Vinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã cho biết, năm 2021 sẽ tăng số lượng thành viên hợp tác xã do tách hộ. Hợp tác xã tiếp tục phấn đấu duy trì kết quả sản xuất kinh doanh. Các thành viên hợp tác xã bày tỏ quyết tâm thi đua sản xuất cho một mùa vụ mới đạt kết quả cao nhất. Thưa quý vị, Tết đến xuân về là dịp gia đình sum họp quây quần bên nhau, rồi cùng nhau chúc Tết những người họ hàng thân thích, bạn bè. Và sau những cuộc gặp gỡ vui tươi, thân mật, chúng ta thường thấy các anh chị em trong gia đình hay bạn bè sẽ cùng nhau chơi đánh bài với số tiền nhỏ thôi. Như vậy, việc đánh bài vui trong những ngày Tết có vi phạm pháp luật hay không? Những ngày Tết, các nhóm bạn bè hay người thân trong gia đình thường ngồi lại với nhau đánh bài ăn tiền, chỉ suy nghĩ chơi bài vui xuân với số tiền nhỏ là không phạm pháp. Tuy nhiên, với số tiền nhỏ vẫn là đánh bạc trái phép. Theo Nghị định 167 năm 2013, quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, dù đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào, giá trị tiền hiện vật rất thấp, thì người tham gia đánh bạc vẫn có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức tiền phạt từ 1 đến 2 triệu đồng. Tại Điều 321 Bộ Luật Hình sự năm 2015, quy định về tội đánh bạc, hành vi đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức được thua bằng tiền hay hiện vật, trị giá từ 5 triệu đồng trở lên, thì sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hay phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Với các trường hợp đánh bạc trên 50 triệu đồng, mức án có thể lên đến 7 năm tù. Thưa quý vị, thời lượng dành cho chương trình thời sự tối nay đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính mời quý vị khán giả xem lại các chương trình thời sự tại địa chỉ website tayninhtv.vn, fanpage và kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Xin kính chào tạm biệt.